vấn đề mà như đồng chí Phó Chủ tịch trả lời là hiện nay cơ quan điều tra sáng nay tôi chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với viện khoa hình sự cục C01 văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trên cơ sở đó kết hợp với công tác điều tra ban đầu, làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, làm việc với những người quản lý giúp việc nhân viên tại cơ sở kinh doanh này để chúng ta đánh giá toàn bộ những nội dung quy trình hoạt động của cái cơ sở kinh doanh cà phê này. Trên cơ sở kết quả khám nghiệm trường thì chúng ta mới đánh giá được là cái nguyên nhân vụ cháy và các cái điều kiện đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở này. Từ đó mới có cơ sở để mà kết luận là nguyên nhân trách nhiệm của những người có liên quan. Nhưng trước hết thì giám đốc quan tỉnh sáng nay đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương khởi tố vụ án